Sao lại là anh hả? Tôi tới ship đồ nhưng mà gõ cửa mãi không thấy cô ra nên tôi mới. Tôi cảm ơn. Ship giao tới chưa? Anh, sao anh không đến hả? Ừ, anh biết rồi. Nhưng mà mình gặp được. Em không nhớ em à? Lâu lắm rồi ấy. Mình chẳng có thời gian ở cạnh nhau gì cả. Ở công ty thì không được thể hiện tình cảm, chỉ được dám nhìn anh từ xa thôi. Về nhà thì anh toàn bận ấy. Tất cả những việc anh làm đều vì em mà. Xong dự án này nhá, anh sẽ công khai tất cả mọi người chuyện tình cảm bọn mình để không ai thèm kha nữa. Lại là nó. Anh có giỏi anh về với nó luôn đi. Lại dỗi. Tất cả những việc anh làm đều vì em mà. Anh cũng thích đâu ấy. Làm gì có cô người yêu nào lại muốn người yêu của mình ngồi gọi điện tình từ với cả cô gái khác chứ. Thôi nào, lại ghen bóng ghen gió. Tất cả thời gian anh đều dành cho em mà. Thế thì anh hứa đi, dự án này mà thành công ý, xong rồi anh sẽ chuyển sang tên em và đuổi việc nó. Tất nhiên rồi, xong dự án này anh lên làm phó giám đốc, còn em là trưởng phòng. Bọn mình vững chân trong công ty này, sợ đếch bố con thằng nào. Mà kể người yêu em cũng giỏi thật đấy, lừa con bé đấy tin sái cổ luôn. Có trách ấy thì trách nó có tài nhưng lại dễ tin người. Anh thì không thích những người như thế. Anh thích những người thông minh, sắc sảo như em thôi. Anh có thích đi được ạ? Mù à? Dạ, xin lỗi ạ, chị có sao không ạ? Này, đừng có mà thấy gái xinh xong rồi giở trò làm quen nhá. Cái loại shipper bẩn thỉu như mày có mơ không được nói chuyện với tao đâu. Kinh tởm. Đỏ cưa cẩm tao chắc. Anh! Có chuyện gì với em? Nó giở trò với cả em. Mày thích giận người bố mày không? Liệu thần hồn đấy. Nhớ mặt bố mày. Thôi thôi thôi, kệ nó đi. Giờ đánh bẩn tay đấy. Đi. Là anh à? Sao thế? Cô không vui khi thấy tôi à? Cháo và thuốc của cô này. Thật ra bạn trai cô nhờ tôi mua trà sữa, nhưng mà lúc nãy tôi thấy cô bị cảm cúm nên là tôi mua thuốc và cháo tới đấy. Tôi cảm ơn. Mà sao cô không bật điện lên, lại để nhà tối thế? Hay là để tôi sửa giúp cho? Thật ra là bạn trai cô gọi tôi nhờ sửa giúp. Để tôi giúp cho nhá. Hay là cô định để bạn trai cô đến sửa đấy? Cô và bạn trai cãi nhau hay sao mà tôi không thấy bạn trai của cô đến thế? Người ngoài nhìn vào nhá, còn khéo tưởng tôi là bạn trai của cô mới đúng đấy.
có bận thật không đấy? Anh là trưởng phòng một công ty mà, hay phải đi gặp đối tác, xong còn tiếp khách ngoài giờ nữa, nên là không có thời gian. Anh cẩn thận đấy. Sửa xong rồi đấy. Cảm ơn anh. Chẳng có một người bạn trai nào mà không có thời gian dành cho bạn gái của mình cả. Chỉ là anh ta muốn hay không mà thôi. Anh là người ngoài, anh biết gì về chuyện chúng tôi mà nói. Anh về đi. Anh về đi. Ok luôn. Anh đứng lại đã. Sao vậy cô Trang? Rõ ràng dự án này em đã phải thức đêm thức hôm tận 3 tháng để làm. Tại sao bây giờ tên tác giả dự án lại là Thương? Dự án nào? Dự án này thì cô Thương nộp cho tôi mà. Rõ ràng đây là dự án của em mà. Anh còn nói là sau khi mà hoàn thành xong dự án này, đối tác chốt thì anh sẽ công khai tình cảm với em. Nếu như mà là do cô ta làm ý, em có thể so sánh đối chiếu thời gian phải không? Tất cả là chỉ thị cấp trên. Tôi hết cách rồi. Đúng vậy, không giấu gì cô. Cái loại con gái quê mùa, dễ tin người như cô ấy, không phải là gu của tôi. Gu của tôi ấy là những người như em Thương này. Còn cô ấy, cô chính thức bị đuổi việc. Hai người lừa gạt tôi. Anh, dừng tay lại. Nếu anh dám đụng đến cô ấy, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Lại thằng shipper quèn à? Cô đã nhìn thấy gì chưa? Tôi đã nói với cô rồi, chẳng có một người bạn trai nào không có thời gian dành cho bạn gái của mình cả. Chỉ là anh ta đã có mối khác rồi thôi. Là mày à? Mày chính là thằng shipper tao hay book à? Mày thích à? Tao dùng chán rồi, cho mày đấy. Còn cô ấy, coi như mất dự án, được bạn trai mới còn gì. Cô đứng dậy đi. Làm sao mà phải buồn vì cái loại đàn ông đấy. Nào. Chắc là đến thăng chức cho bọn mình rồi. Dự án vừa rồi mình ký được với đối tác to mà. Thôi, mình đi đi. Không được, cô phải vào đây để đó lại công bằng chứ. Đi. Ai cho hai người được phép vào đây hả? Còn cô đã dọn đồ rời khỏi công ty chưa hả? Anh là cái hạng người gì mà bước chân vào đây hả? Không nói nhiều, gọi bảo vệ tống cổ hai người ra khỏi công ty. Bảo vệ đâu? Bảo vệ đuổi cổ hai con người này ra khỏi công ty lên. Bảo vệ, người phải ra khỏi đây ngay lập tức chính là cô và cậu đấy. Mày bị điên à? Tôi chính là con trai của chủ tịch Phúc, tân chủ tịch mới của công ty này, Việt Cường. Chắc hẳn cậu đã nghe qua rồi chứ. Con trai của chủ tịch á? Alo. Dự án nào ạ? Alo ạ?
Anh chính là Việt Cường, con trai chủ tịch Phúc ạ. Không thể, rõ ràng anh ta là shipper mà. Đúng vậy, việc làm shipper chỉ là thử thách mà bố tôi giao cho trước khi tôi nhận điều hành công ty thôi. Chủ tịch ơi, anh trả lỗi cho bọn em. Thân làm trưởng phòng, lạm dụng chức quyền, lừa gạt tình cảm của cấp dưới, cướp trắng trợ dự án của người khác, cậu chính thức bị đuổi việc. Còn cô, năng lực yếu kém, cấu kết với trưởng phòng, cướp dự án của người khác nhằm thăng chức, cô cũng chính thức bị đuổi việc. Em sai rồi, anh tha lỗi cho em ạ. Chủ tịch ơi, đây là lần đầu bọn em, chủ tịch tha lỗi ạ. Mau lập tức rời khỏi công ty của tôi, nếu không ấy, tôi sẽ đem tất cả những việc làm sai trái của hai người cho các công ty khác biết. Nếu như vậy, không có một công ty nào dám nhận hai người nữa đâu. Cô đã có công lớn trong việc hoàn thành xuất sắc dự án với đối tác lớn lần này. Cô sẽ được thăng chức làm trưởng phòng. Mong rằng sau này cô sẽ nỗ lực hết mình cống hiến cho công ty. Em nợ tôi một điều đấy. Nụ hôn đầu em phải trả lại cho tôi chứ.